Rồi giờ mình sẽ quay con cáp bê pha của bạn. Con này thì chủ xe mới là xuất xưởng ra độ thêm cần, nói thêm khúc cần các bạn họp đó, bạn họp tính là cái cần này 20m luôn rồi đó các bạn. Thì gấp bằng lẻ cần này 20m cũng luôn, siêu khủng của mình đây luôn rồi. Ba cái căng gào nữa, chủ xe bơi luôn các bạn. Chủ xe cũng còn mà trẻ tuổi các bạn, 20 mấy tuổi à. Quá dữ. Đường này ghiếc muốn phát được rồi. Cái là tới bài luôn, đưa tới nhà luôn các bạn. 20m. Thả trôi, tại vì điện trên đầu quá trời thấp. Ra sông sáng rồi các bạn. Sông này tha hồ mà bơi. Dính luôn rồi.
dơ cần một cái khiếp các bạn. Khủng long luôn. Con cát 20m, cần 20m múc rồi đó các bạn. Tới đây thì có chỗ bút rồi đó các bạn, giờ tiếp tục bút rồi các bạn, 20m nha các bạn, nói thiệt hòm như đó các bạn.